Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2017. Kính mời chúng tôi xin giới thiệu chiếc sập thờ gỗ gụng đục tích ngũ phúc kim tiền mai cài thọ. Chiếc sập thờ này Thanh Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần bọc và đã hoàn thiện xong cả phần bánh giáp. Toàn bộ chiếc sập thờ hàng đỉnh cao này chúng tôi là chân vuông 24, toàn bộ là chân hộp, không có mấu mắt chất sẹo gì cả. Và cái dạ tiền là dày 8 phân. Toàn bộ là đục chạm thủ tay, đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay. Tất cả là đục chạm thủ công tay hết. Riêng những phần cổ này chúng tôi là đục chạm là tứ quý, tùng cúc trúc mai, hoa nở bốn mùa, toàn bộ là liền khối hết. Cái cổ này chúng tôi làm rất là dày. Cái hàng chợ hàng phổ thông không thể có những cái hàng này được. Ở giữa đục một cái cuốn thư cài chữ thọ ở giữa. Và hai con rồng tức là nước long trầu nguyệt, long hoa trúc tức là nhà có phúc. Đây là cái trúc đầu rồng này gọi là long hoa trúc và cũng là nướng long trầu nguyệt luôn. Quý khách nhìn thẳng vào nó sẽ thấy một bộ là tùng cúc trúc mai. Đầy đủ bộ tứ quý của cái sập ngũ phúc này. Bên dưới là ngũ phúc kim tiền mai cài thọ, tức là có 5 con rơi. 2 rơi ở hai chân và 3 rơi ở cái dạ giữa, gọi là ngũ phúc kim tiền mai cài thọ. Là chữ phúc ở giữa đây. Đây là con rơi tượng trưng cho chữ phúc và ngậm chữ thọ, tức là phúc thọ. Mẫu sập thờ chúng tôi cho ra mắt là đầu tiên ra cái mẫu sập thờ này phỏng theo cái mẫu sập gụ ở ngũ phúc kim tiền, toàn bộ là đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay. Tất cả hàng của tôi là tháo rời toàn bộ, tháo rời từng miếng một, vận chuyển thì rất là dễ. Và riêng cái khuôn mặt này Thành Luân chúng tôi là làm dày 5 phân, rất là dày. 5 phân cưa đi còn khoảng 4 phân 7 4 phân 8 động nhưng rất là dày, phải 4 người mà khênh được riêng cái mặt không. Và điểm đặc biệt là cái ná mặt này, tình trạng bây giờ gỗ rất khan hiếm và chúng tôi chọn được cái mặt ná liền dày đủ 2 phân và không một tí mòn nước nào, kiếm được cái mặt sập này rất là hiếm. Mặt sập dày đủ 2 phân và toàn bộ các cái bộ phận thang bên dưới là chúng tôi làm rất là kỹ, có thể đứng để các cái đỉnh đồng hàng tấn lên cũng không bị nõm mà không bị lún, thoải mái luôn, rất là chắc chắn. Chúng tôi đang bắt một số nốt cái ốc để cho nó gia cố thêm khi tháo rời cho nó chắc chắn. Toàn bộ đường nét đục chạm của cái sập thờ này đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay, nghe kể như cái đầu vuốt vuốt quật hoàn tây rất là đẹp. Phúc ngậm đồng tiền đây, gọi là ngũ phúc kim tiền. Toàn bộ cái phần cổ này chúng tôi làm rất là dày, dày hẳn 4-5 phân. Riêng cái phần cổ này dày 5 phân. Nhiều khi các cái phần thông số kỹ thuật thì chúng tôi cũng không muốn nói ra, nhưng mà không nói ra thì các khách không thể biết được. Nhưng nói ra thì có một số đối tượng là bắt chiếc và làm giả của chúng tôi. Toàn bộ cái dạ tiền là dày đủ 8 phân, rất là dày. Ở cái sập thờ này chúng tôi gọi là sập siêu khủng, siêu dày, rất là dày. Dày toàn bộ và toàn bộ là đục chạm hoàn toàn thủ công một tay. Video clip quý vị đã xem đã được Thành Luân chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 đồ gỗ Thành Luân, khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở phía ngoài này chúng tôi đang trưng